Vợ anh đã biết tất cả rồi. Anh xin lỗi vì đã không mang hạnh phúc được cho em. Nhưng mà anh không thể bỏ cô ấy, không thể đánh mất gia đình anh được. Hơn nữa, nếu như gia đình vợ anh mà biết thì lúc đấy em lại càng thêm rắc rối. Anh dừng lại là vì lo sợ em bị tổn thương, lo cho cô ấy, hay là lo cho chính bản thân mình đang trong thời điểm nhạy cảm? Anh lo sợ tất cả. Đàn ông hay thật, muốn có tất cả nhưng lại lo sợ mọi rủi ro. Phương, cho anh xin lỗi. Muộn rồi. Ngày đầu bên nhau, em đã nói là anh hãy đi đi và đừng bao giờ quay trở lại. Xem như là chúng ta chỉ gặp nhau ở một nhà ga nào đó trên đoạn đường đời. Nhưng mà anh đã quay trở lại, và nhiều lần quay lại. Bây giờ thì em quyết định, em sẽ không thể nào coi như không có chuyện gì được. Bây giờ em muốn làm gì? Anh sẽ làm gì khi người khác đâm vào trái tim mình? Anh suy nghĩ thêm cho câu trả lời đi. Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh. Em đến đây làm gì? Em nhắn tin, gọi điện mà anh đâu có thèm nghe. Em lên xe đi rồi nói chuyện. Em muốn nói gì? Nói lẹ đi. Anh không có nhiều thời gian đâu. Anh nói là sẽ bàn tiếp chuyện của chúng ta, nhưng mà em cứ chờ hoài, anh thì cứ né tránh. Vào thẳng việc đi. Em muốn tình yêu của anh. Em điên à? Tình yêu chứ đâu phải là mớ rau mà muốn có là có được. Anh nói đúng, em cũng không phải bỏ rau, mà muốn là có, chán là bỏ được. Phương, anh thừa nhận là anh đã tìm thấy ở em sự chia sẻ, đồng cảm mỗi khi mà anh đau buồn. Nhưng mà đó không có nghĩa là tình yêu. Bây giờ em nói đi, em muốn anh làm gì để bù đắp cho em? Anh sẽ làm tất cả. Nhưng mà còn quan hệ của chúng ta thì chắc chắn là không thể tiếp tục được. Anh nói dối. Anh cũng thích em mà đúng không? Anh không thể nào cưỡng lại được điều đó. Anh đừng có tự lừa dối bản thân của mình nữa. Mối quan hệ của chúng ta không chỉ là tình một đêm. Phương à, anh xin lỗi. Đừng tìm anh nữa. Kết thúc đi em. Em tất nhiên là sẽ không tìm anh nữa. Nhưng mà em chỉ sợ người tìm em, quỳ gối dưới chân em van xin là anh đó. Hôm nay em tới tìm anh là để tặng cho anh một món quà. Em để sẵn trên xe cho anh rồi. Nếu như mà anh không muốn nói chuyện với em thì có thể từ từ tự thưởng thức món quà đó đi nha. Bye bye honey.